Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo nha. Bữa nay lễ phục sinh, nhà Thảo không có nấu cơm, mình đi ăn ngoài nha. Bữa nay nhà Thảo sẽ đi ăn nhà hàng bao bụng. Này, mình sẽ ăn chỗ này. Chỗ này nhà Thảo cũng đi ăn thường lắm rồi. Lễ, cho nên mình không có ấy. 3 giờ rồi kìa. Merci. Dạ. Bonjour. Đây là không gian nhà hàng rất là rộng luôn nha mọi người. Con vô trong đi, con vô trong đi. Chào bà cô chú. Jan. Lạnh không? Có mặc áo đó con lạnh không? Đây là cái chỗ để mà mình lấy đồ ăn. Ủa anh, bây giờ nó làm lại khác ăn hả anh ha? Nó có khác. À Quy chờ xíu. À, đây là chỗ đồ hải sản. Nó làm khác, hồi trước nó khác, bây giờ nó khác nè mọi người. Nè. Này ốc này kia nọ. Tôm. Đâu có sao đâu con. Tôm ghẹ hào. Quy. Này nó làm khác nè. Nắm tay mẹ. Quy. À, ốc móng tay rồi à. Tôm đồ này kia. Quý chờ mẹ xíu. Okay. Rồi đi 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 ba đi. À Quý có bánh. Chỗ này là đồ tráng miệng nha mọi người. Tráng miệng rồi kẹo. Nay nó làm lại khác nè, chứ hồi trước không phải như vậy. Đi sơ một vòng nha. Rất là rộng, ở đây rất là rộng luôn. Bên này đồ chiên, thịt đồ, nói chung là nhóc. Bao bụng mà vô ăn no rồi về. Giải này là đồ chiên. Còn bên kia nữa, bên kia cũng là chỗ để mình ngồi luôn. Cái này là bưởi. Quý, ba lấy chưa? À, Quý, à, con muốn ăn cái nhỏ nhỏ hả? Ok. Ok, ok. Con muốn cái gì nói ba? À, trái cây. Cái này mặn nè mọi người. À, cô Mai. À, đây nó làm sushi tại chỗ luôn. Tôm mực. Quá trời luôn. Legume nè, mì xào, bún xào. Đây là salad đồ. Nay nó làm lại rất là đẹp luôn. Champon. Quý, mama ở đây nè. Jambon. Quy chờ mẹ xíu. Rồi, còn bên đây là mọi người lấy cái gì qua thì người ta sẽ chế biến cho mình nha. Đó, mình lấy đồ sống qua người ta chế biến cho mình. À, là ở đây nè, thịt thà đồ này kia đó. Thịt đó. À, cá ếch mực rồi. Ba con lúc nào cũng làm món này hết đó. Món này thôi à. Thịt bò với lại phô mai. Nó làm gì đẹp quá anh ha. Em thấy nó làm lại rất là đẹp ha. Ôi. Từ hồi nó làm lại bây giờ mình mới đi nè. Rồi qua đây cái nữa nha. Quay sơ một vòng nha mọi người. Rồi đi ăn. Có chân nóng nha con. Quy. Nè tôm.
tôm cua ghẹ cá đầy đủ hết. Đó. Cẩn thận nha con, cẩn thận. Ôi bạch đó, quầy này là quầy đồ ăn của Nhật, sushi nè. Ở trên nó để mấy cái hình đẹp quá trời. Rồi đi qua ăn nè con. Người ta cuốn sushi tại chỗ luôn nha mọi người. A tông. Đi có con á, mỗi lần quay có con cực lắm. Rồi, anh Banh đẹp không con? Cái này là tò gừng, cái gì? Gừng ngâm. À quy, cho nó ăn, cho ăn. Hả? Cái đó sốt gì đó con, mẹ cũng không biết hả? Quy, đẹp không? Con thấy đẹp không? Đẹp ha? À, không gian nè mọi người, không gian rất là rộng. À con đói bụng hả? Ok. Ba lấy cho mẹ miếng sốt bo son luôn. Rồi thôi bây giờ cho ăn, đói bụng rồi đó. Nè con robot nè, robot đem nước tới cho mọi người nè. Đó, nó đem nước tới đó. Rồi đi qua con, lên ngồi con. Rồi anh Ban lên ngồi đi con. Đó. Con đói bụng rồi hả, lên ngồi đi. Rồi được ăn rồi, bon appetit. Bon appetit. Con ngồi ở đây. À con muốn ngồi ngoài hả? Rồi ok. Ôi, anh Ban ăn cái hamburger luôn. Wow. Quy được ăn rồi. Ôi ôi. Quy con lấy. Ôi. Để coi Duyên ăn gì. Khoan chờ mẹ xíu nè, để coi giới thiệu em, giới thiệu em ăn gì. Mì. Pizza. Để mẹ lấy nha. Con không ăn tomat pizza salad bây giờ. Rồi để mẹ lấy nè. Con ăn tomat pizza salad. Rồi con ăn cái gì? Quy để mẹ con. Con không ăn salad đúng không? Với mẹ với tomat. Mẹ lấy ra nha. Quy ăn đi con. Bon appetit. Con biết ăn tomat mà con biết ăn salad. Rồi, để mẹ lấy ra cho con nha. Ôi, bữa nay anh Ban ăn hamburger luôn. Wow. Ừ. Lấy phục xét đó con. Lấy phục xét. Rồi, đây, dĩa của Thảo nè. Mình đi ăn buffet là mình phải ăn thập cẩm nha mọi người. Mọi thứ một xí. Đó, xíu bún xào, rồi thịt, rồi tôm đó. Đại khái là thập cẩm. Xíu salad. Anh Ban có muốn thử arikove không? Còn cái này thì mình lấy đồ tươi rồi mình kêu nó làm cho mình. À, tôm với mực nha. Bữa nay không có rau mực. Mình thường không thích rau mực mà bữa nay không có. Rồi, mời mọi người nha. Ăn giỏi quá. Ngon không con? Đi ăn ngon không? Cái này cái gì? Hả? Cái đó là cua á con. Con muốn thử không? Con lấy thử đi. Nó giòn á. Lấy thêm gà. Khoái. Tao sợ hả? Có gì đâu mà sợ. Con muốn thử không? Nè. Thử đi. Không sao, thử. Nếu không được thì mẹ ăn cho. Cứ ăn thử đi. Cái gì mình cũng phải ăn thử. Cắn. Cắn. Bà lấy gì vậy? Đâu bà lấy gì cho mượn đi. Bà lấy cơm ha. Bà lấy cơm với lại không ăn hả? Sao vậy? Chắc bột không á. Bột không à? Nó bột. Nó để bột. Anh Ban ngon miệng không? Anh Ban vô làm cái hamburger là no rồi. Ôi hết cái hamburger luôn. Dĩa này nữa là xong rồi đó. Cái mình ăn tráng miệng được rồi. Cái cá này ăn rất là ngon nha, nó giống như là cá sốt chua ngọt vậy đó, cực kỳ ngon luôn mọi người. Chả giò. Dĩa này nữa là đi lấy tráng miệng nha, với lại gà chiên nè. Ra lấy gì? Ôi cái răng thấy ghê. Lấy tráng miệng đi, lấy kẹo thôi. Sao con không lấy kem? Lấy trái cây á, ăn trái cây mới tốt chứ sao đi lấy kẹo. Lấy kem. Merci. Còn anh Ban lấy gì cho mẹ mượn coi. Wow, cái bông hả? Cái bông. Con có. Bông hồng luôn. Bà lấy súp hả? Súp miso hả? Súp Peking. Anh Ban lấy nguyên chén kẹo luôn hả?
xoài. Cái gì vậy ta? Nho hả? Hasari? Awijian cũng có hả? Đâu? Trái. À. Ôi. Rồi ăn có nhiêu đó là no rồi hả? Dạ. Cay nha. Đâu em thử coi cay. Đâu em thử coi. Chưa lấy mất con. Nè. Cay hả? Cay hả? Ăn cay chắc em không cay đâu. Cay lắm hả? Nó không cay mà. Nó con cái chỗ sô-cô-la. Không thấy luôn, chắc cái đó nó dẹp rồi quá. Không thấy. Để cho coi. Rồi bây giờ mình ăn tráng miệng nữa là xong nha mọi người. Đây. Dĩa này lấy hai mẹ con ăn chung, Thảo với lại Duyam nè. Đó. Bưởi đồ Duyam đòi nè. Cái này là chanh dây. Cái này là thèo lèo. Giống như kẹo ấy á. Quay quay rồi. Nè. Rồi cái này là trái cây ngâm, trái đào rồi mấy cái vải rồi đó. Nhãn. À, anh ba ăn đó hả? Rồi Duyam đi qua ngồi đi, mẹ đưa cho Duyam ăn nè. Con ngồi đi. Ngồi đi ăn nè. Đó, cho Duyam. Nè, con thích ăn cái gì con ăn? Con thích ăn cái này. Nè, lấy cái đó lấy phục xét nè con. Lấy phục xét đó. Được không? Con lấy phục xét đi. Mùa này thì trái hồi nãy có trái cái gì? Giống cây đào nữa. Quên, nãy quên lấy cây đào. Ba đi lấy kem chắc. Thôi lấy phục xét đi con. Sắn ra hả? Ngon không? Đó là dưa lưới á mọi người. Dưa lưới. Ngon. À, ăn đi, con ăn đi. Ăn nhiều trái cây vô cho tốt ha. Còn chị Hai ăn gì nè? Việt Quất chấm với lại sô-cô-la. Chấm từ trái đứng chỗ kia thì nó mất công quá. Cho nên là lấy cái chén múc ra cho đem qua đây ngồi chấm. Ôi, ba cũng ăn giống mẹ chanh dây luôn à. Ngon không anh ba? Anh ba chấm ngon không? Ở bên đó nó có cái tháp sô-cô-la chảy á. Mà đâu có thể mà đứng nhưng à, đang lấy phải có chuối ha, có chuối nhúng mà không có chuối. Có chuối nhiều. Thôi mà con ăn cái trái Việt Quất đi. Có chuối nhiều không? Con đưa cái miệng con vô cho nó đựng có nhiều. Cái này trái gì? Trái chanh dây anh. Chanh dây nó có loại màu vàng nữa. Nè, ba ăn chanh dây. Ngọt. Cái loại này em cũng chưa ăn thử. Ngọt hay chưa? Cũng được. Cũng được. Bỏ vô dĩa đi, con bỏ vô dĩa đi. Đưa ba. Thấy chưa, nãy mẹ nói nó đắng mà con không chịu. Rồi ăn á, mọi người. Trái bưởi á. Bưởi đó nó hơi đắng. Bưởi đắng. Mẹ nói không có được mà tại đòi á, nãy đòi ăn cái đó cho nên lấy á, chứ cái đó Thảo cũng không có thích tại nó hơi đắng đắng. Chanh dây ngon hả? Ừ. Em chưa ăn loại này cho nên em ăn thử. Nè con cái này nha. Ngon thì con ăn đi. Cái này nha. Quyên. Rồi ăn xong cái này đi về nha. Rồi Duyam chào ông bà cô chú đi. Phải chào ông bà cô chú. Phải nhìn. Phải chào ông bà cô chú. Ngồi xích vô té bây giờ. Đưa tay lên chào đàng hoàng nè. Tém tóc chưa?